Con hư đánh mẹ. Không chịu đâu, không chịu đâu. Con thích ô tô điều khiển từ xa cơ. Mẹ mua ô tô cho con. Đến ngày, chẳng phải con đòi mua khủng long đó sao? Không, không chịu đâu. Con muốn mua ô tô điều khiển cơ. Ô tô điều khiển cơ. Cả khủng long nữa. Mua cả. Con nín không thì bảo. Bao nhiêu người đang nhìn kia kìa. Thôi được rồi, con nín ngay á thì mẹ mua cả hai cho. Mẹ nói thật nhé. Ừ, mua. Cô ơi, bán cho tôi bộ Lego này. À, Liên phải không? Ngân đấy à, lâu quá không gặp. Cháu chào cô ạ. Leo leo, tớ có nhiều đồ chơi đây này. Lâu rồi tụi mình mới gặp nhau. Ra kia cho tụi nhỏ ăn kem rồi mình nói chuyện chút nhỉ. Trời ạ, ăn uống gớm quá. Đã bảo là để mẹ đút cho mà không chịu. Đưa kem đây, mẹ xem. Cậu đút cho bé Na ăn đi, để nó ăn vãi quá. Cứ kệ nó, chốc nó ăn xong mình tháo yếm là xong mà, để tự nó ăn đi. Mà cậu để cho thằng bé tự xúc ăn đi. Tớ cũng muốn để nó tự ăn lắm, nhưng mà thằng Min nhà mình á, nó ăn lâu lắm, mà lại vãi nữa. Để nó xúc ăn được á, thì có mà chết đói. Cậu cứ như vậy, thì đến bao giờ nó mới tự lập được? Thì kệ nó đi, con nít ấy mà. Mai kia nó lớn á, thì nó khác tự biết làm biết lo. Mười lăm năm sau. Đi mà cậu cũng dám nghỉ hả? Trượt tốt nghiệp thì đừng trách. Mẹ tớ mà để cho tớ trượt được à? Kiểu gì tớ chả ra trường. Mẹ tớ còn ngắm được chỗ đi làm rồi ý. Nói chung là tớ chẳng phải lo. Ôi, cậu sướng thế. Mà xe mới hả? Nhìn khủng phết. Ừ, mẹ tớ mua để cho tớ chuẩn bị đi làm đấy. Nhìn ách không? Chốc chè máy đi xỏ phát. Mẹ cậu đúng là chiều cậu ghê. Chốc cho tớ đi vui với nhé. Xuất phát. Xuất phát. Yeah, nhanh lên nào. Yeah. Nhanh lên nào, nhanh lên. Thôi chết, cảnh sát. Nhanh lên nào. Chết rồi, xe cảnh sát đó anh em. Đừng lo, xem tớ biểu diễn đây. Cảnh sát. Nhanh lên. Cháu mời cô uống trà. Cô chờ mẹ cháu chút. Thôi ạ chết, cảnh sát. Na mở cửa hàng có đông khách không? Sao cháu không học đại học, sau này ra trường làm việc gì cho nó nhàn? Dạ, cháu thích làm đồ handmade từ bé. Đây là ước mơ của cháu mà. Với lại, tối cháu vẫn đi học thêm lớp tại chức à. Bà đợi tôi lâu chưa? Tự dưng bữa nay lại qua đây thế này. Tôi định qua mượn bà ít tiền lo việc cho thằng Min. Ủa, nó đã ra trường đâu? Với lại, cậu cứ để nó tự đi xin việc đã xem thế nào. Nó lớn rồi mà. Tôi hướng nó về nghề đó là vì cũng ngắm được chỗ làm rồi. Tôi thấy là bà đang sống hộ cho con rồi. Bà càng lo thì nó càng ý lại. Bà làm vậy thì bao giờ thằng Min mới lớn được? Alo. Alo. Vâng, tôi tới ngay. Có chuyện gì vậy? Thằng Min, nó gây tai nạn cho người ta. Cảnh sát đang giữ nó. Bây giờ tôi phải đến đồn đây. Ngân, bà bình tĩnh nghe tôi nói này. Có thể thằng Min đang chờ bà đến để bảo lãnh nó ra. Bởi nó biết bất kỳ việc gì thì bà cũng lo cho nó.
Đây là cơ hội để bà giúp nó nhận ra trách nhiệm của mình đó. Nhưng mà bây giờ liệu có quá muộn không? Dù muộn bao lâu vẫn phải để cho các con đi trên đôi chân của mình bà ạ. Tôi hiểu rồi. Con ngài trong kén. Ngoan, mẹ thương Bin nào. Bin sốt cao quá, phải tới bệnh viện thôi. Chật quá, mẹ đừng bắt con mặc thêm áo nữa. Con phải mặc vào, từ bé đã yếu ớt, hay ốm đau rồi, phải giữ gìn sức khỏe chứ. Các bạn ở lớp suốt ngày nói con là cậu bé mùa đông đó mẹ. Kệ các bạn, con cứ phải cẩn thận, mặc ấm vào cho mẹ. Thế là không lo con trai bị lạnh rồi. Nào nào, mấy cái đứa này. Mẹ ơi, con muốn đá bóng với các bạn. Vớ vẩn, đá bóng nguy hiểm lắm con biết không? À! Khiếp, nguy hiểm quá. Lại còn bẩn hết cả quần áo, người ngợm nữa. Bin, con đừng có chơi mấy trò này. Tụi con trai đều đá bóng mà mẹ, ngã cũng có sao đâu. Con vốn ốm yếu từ nhỏ, làm sao chơi được mấy cái trò giành giật này. Về nhà chơi cờ vua với ông thôi. Mẹ, mẹ dừng đây được rồi. Đừng đổ trước cổng trường, con xấu hổ lắm. Mẹ cũng đừng gọi con là Bin nữa. Con xấu hổ gì chứ Bin? Bin, con quên hộp sữa nè. Trung, mẹ đang gọi kìa cậu ấm. Quay lại đi chứ. Con trai lớn đùng mà mẹ vẫn phải đèo đi học kìa. Kệ tôi, liên quan gì đến mấy ông, nhiều chuyện. Trung, con trai ngoan hôm nay không được mẹ đón về hả? Cậu đi đâu bây giờ? Không biết nữa. Thế lên đây đi với tụi này đi. Đi đâu cơ? Đi giải ngố cho cậu. Đúng rồi đó. Trời, kẹp ba công an phạt chết đó. Cứ yên tâm, không ai đuổi kịp thằng Tâm tổ lái đâu. À, cậu thấy thế nào Trung? À, tớ thấy thật tuyệt, sai tốc độ mất rồi. À, Trung, cậu muốn thử cầm lái không? Không, mình đâu biết lái xe máy. Chưa biết thì bây giờ sẽ biết, dễ ợt ấy mà. Làm gì có thằng con trai nào tuổi này không biết đi xe chứ. Nhưng mẹ mình... Cậu định núp váy mẹ mãi hả Trung? Các cậu im đi, lái xe thì lái xe, sợ cóc gì. Cậu nổ máy đi, đấy, cái nút khởi động ở tay phải đó. Đúng rồi, đi một đoạn thì lên số nhé. Hóa ra lái xe đúng là dễ ợt mà. Mình đã bảo. Mà nè, cậu có muốn thẩm định tay lái của mình không? Thằng Bin không nghe máy. Hay mình đi báo công an. Nhỡ đâu con bị bắt cóc thì... Công an thành phố vừa bắt giữ một nhóm nam sinh cấp 3 tham gia đua xe trái phép. Nhóm thanh niên đã đánh võng, lạng lách trên phố. Bin! Sao con lại đua đòi? Hư đốn thế này Bin! Ngày nào mẹ cũng cất công đưa con đi học, đón con về nhà, lúc nào cũng lo lắng cho con từng chút, không bắt con phải làm bất cứ công việc gì. Vậy sao? Con không biết thương mẹ hả Bin? Chào chị là... Dạ, tôi là mẹ của cháu Bin. Cháu Trung. Trung đã 18 tuổi rồi, trước mặt mọi người, chị nên gọi tên thật của con. Tôi... Thật ra, nhà chỉ có hai mẹ con, cháu nó lại ốm yếu từ nhỏ. Tôi luôn cố gắng bảo ban, bao bọc để cháu không thiếu thốn thứ gì. Mọi việc tôi đều quán xuyến để con chuyên tâm học hành. Thế mà... Dạ tôi hiểu, đấy cũng là tâm lý chung của cha mẹ. Nhưng sự lo lắng và kiểm soát con quá mức sẽ khiến chúng luôn muốn thoát khỏi sự kiềm tỏa. Để chứng tỏ bản thân, con non nớt và thiếu bản lĩnh. Chỉ cần bạn rủ rê
là không làm chủ được mình. Sự việc lần này, hy vọng gia đình sẽ rút kinh nghiệm. Tôi chỉ vì muốn bảo bọc con, tôi sai rồi. Con xin lỗi mẹ. Sự việc lần này coi như một bài học cho các cháu và phụ huynh. Không có sự trưởng thành nào dễ dàng đạt được. Cũng như con ngài kia, tự mình chui khỏi lớp kén dày, nó mới trở nên cứng cáp, vững vàng. Cành đào chiều cuối năm. Mời bác mua đào đi ạ. Ông ơi, mua đào đi ạ. Về thôi cháu ơi, cũng gần 30 Tết rồi, ai cũng vội vã về nhà mình chuẩn bị lễ tất niên. Bây giờ lại cũng khó bán lắm. Dạ, cháu cảm ơn cô. Cô đang dọn đồ về đấy ạ. Ừ, về thôi. Cô cũng định cố ở lại kiếm thêm ít tiền tiêu Tết, nhưng giờ này cũng chẳng còn người mua nữa đâu. Về với gia đình thôi cháu à. Cháu cũng về đi. Dạ, cháu cố chút nữa ạ. Ba mẹ ơi, Út ơi, anh về rồi. À, anh hai về rồi. Sao cháu đứng thần người ra thế? Về thôi cháu. Cháu vẫn chưa về được. Cháu muốn kiếm thêm ít tiền mua quà cho cả nhà. Đã mấy cái Tết trôi qua rồi, em gái cháu chưa có cái áo mới nào. Cháu quả là người con có hiếu, người anh tốt. Nhưng cháu nhìn xem, phố vắng, người thưa, còn mấy người mua hàng nữa đâu mà cố ở lại. Thôi, cô về đây. Vâng, cháu chào cô ạ. À, lạnh quá. Dạ, chị mua hoa đào giúp em ạ. Ừ, chọn cho tôi một cành. Cành nào đẹp nhất, to nhất ấy. Dạ, chị ơi, đây là cành hoa đẹp nhất mà em bán đấy ạ. Ừ, cũng được. Thế giá bao nhiêu? Dạ, 100.000 ạ. Cái gì cơ? Những 100.000 cơ á? Dạ, đấy là em lấy giá vốn đấy ạ. Em muốn bán nốt vốn để về, chứ em không lấy lãi chị đâu ạ. Bây giờ là chiều 30 Tết, chả còn ai bán giá vốn đâu. Ai cũng chịu bán lỗ để về. 30.000 thôi. Có bán thì bán cho chị, em để lại thì cũng chỉ vứt đi thôi. Trời, cành đào to đẹp thế này mà chị trả em 30.000 đấy ạ. Thế em nghĩ là bao nhiêu nữa? Em bán được 30.000 chẳng hơn là không được đồng nào à. Không phải bỗng nhiên mà chị đi chợ mua đào vào lúc này đâu. Em không bán nhanh, chị sang hàng bên kia họ lại trả bán vội cho chị ấy. Dạ, em không thể bán được ạ. Bán như thế là bán phá giá, sẽ làm ảnh hưởng đến những người bán hoa đào khác. Gớm, đã ấy sưng lên còn sĩ diện. Thôi, em cứ để những cành đào đó mai vứt đi nhé. Dạ, cụ mua đào ạ. Cháu à, cháu chọn cho cụ một cành đào nhỏ nhé. Dạ vâng ạ. Cụ ơi, cành đào này nhỏ nhất đấy cụ ạ. Dạ, cành đào đẹp quá. Bao nhiêu tiền cành đào này vậy cháu? Dạ, chỉ có 50.000 thôi cụ ạ. À, cháu đã lấy giá vốn rồi đấy cụ ạ. À, cụ mua giúp cháu ạ. À, 50.000 cơ à? Ờ, vậy thôi cháu ạ. À, ông không mua nữa. Cảm ơn cháu nha. Cụ ơi, cành này là nhỏ nhất, nhưng rẻ nhất rồi đấy. Nếu mua cành bé hơn thì cấm trong nhà không đẹp đâu cụ ạ. À, không, ông không định cấm ở nhà. Thường thì phụ nữ vẫn đi chợ. Sao cụ bà không đi mua hoa đào mà lại để ông cụ đi mua nhỉ? Bà nhà ông đã mất rồi. Đúng vào chiều 30 Tết năm ngoái, ông định mua hoa mang ra mộ bà ấy. Cụ ơi, cụ cầm cành đào về nhé. Ôi không, tôi không có đủ tiền để mua cành đào này đâu. Tôi chỉ còn 20.000 thôi. Dạ, không phải ạ. Cháu không bán ạ. Cành đào này là cháu biếu cụ. Cụ ơi, cụ cầm giúp cháu. Đây là tấm lòng của cháu, cụ đừng từ chối ạ. Cháu là chàng trai tốt, mà sao giờ này cháu vẫn chưa nghĩ à. Cảm ơn cháu nha. Dạ, không có gì cụ ạ. À, cháu cũng chuẩn bị về đây ạ. À, thôi, không bán hàng nữa, về thôi. Món quà lớn nhất của mình dành cho gia đình sẽ không phải là tiền bạc hay vật chất,
mà chính là bản thân mình. Bố mẹ và em gái mình thấy mình về làm tất niên cùng chắc chắn sẽ rất vui. Câu chuyện bóng bay. Hôm nay là ngày cậu bé đó lại đến mua bóng bay đấy. Ừ ha, từ ngày có cậu ấy, bóng bay ở đây bán chạy quá. Không hiểu là bóng bay có gì hấp dẫn thế nhỉ? Các cậu ghen tị với bóng bay làm gì chứ? Các cậu có biết bóng bay rời khỏi cửa hàng đồ chơi này có nghĩa là gì không? Các cậu sau khi rời khỏi cửa hàng sẽ tìm được chủ nhân mới. Các cậu sẽ có rất nhiều thời gian vui vẻ với chủ nhân của mình, chứ đâu như các bạn bóng bay kia. Các bạn ấy có tuổi đời rất ngắn, một khi đã ra đi thì chắc chắn các bạn ấy chẳng tồn tại được bao lâu nữa đâu. Đúng đấy, dù gì mình không muốn làm bóng bay đâu. Một đời ngắn ngủi chẳng được bao lâu, có khi chưa được sung sướng ngày nào thì cuộc sống đã kết thúc rồi. Cháu lại đến đó hả? Hôm nay cháu lại mua bóng bay phải không? Vâng thưa chú. Sao lần nào cháu cũng mua bóng bay thế? Cháu không thích món đồ chơi nào khác sao? Dạ, cháu chỉ muốn bóng bay thôi ạ. Có tiền để dành là cháu lại mua bóng bay, vì cháu tin bóng bay sẽ giúp cháu thực hiện được điều cháu mong muốn. Ồ, vậy chú chúc cháu thực hiện được điều cháu muốn nhé. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Bóng bay thì thực hiện được ước mơ gì chứ nhỉ? Ôi dào, trẻ con ấy mà, chắc là chỉ muốn thả bóng cho vui thôi. Vậy là một số bóng bay lại ra đi rồi, thật là tội nghiệp quá. Bóng bay ơi, xin hãy giúp mình tìm được em gái đã thất lạc hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hôm nay mình sẽ thả các bạn ở đây. Hãy bay đi bất cứ nơi nào có thể bóng bay nhé. Các bạn ơi, hãy cùng nhau thực hiện mong ước của cậu bé này nha. Chúng ta sẽ mang theo tấm ảnh này đi khắp muôn nơi. Hy vọng rằng có một ai đó sẽ biết được em gái cậu ấy đang ở đâu. Những đồ chơi khác đều xót thương cho chúng ta. Họ nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta quá ngắn ngủi, không kịp làm bất cứ việc gì thì đã kết thúc. Nhưng họ không biết rằng cuộc sống của chúng ta tuy ngắn, nhưng mỗi giây mỗi phút chúng ta tồn tại có thể có ý nghĩa lớn lao đến như thế nào. Đúng thế, hãy chứng minh cho những đồ chơi khác thấy rằng cách mà chúng ta sống quan trọng hơn việc chúng ta tồn tại được bao lâu. Tiến lên các bạn ơi! Gió mạnh quá các bạn ơi! Cố gắng lên các bạn, đừng đầu hàng. Hãy cùng nhau vượt qua nơi này. Chúng ta phải mang tấm hình này đến với càng nhiều người càng tốt. Mình sợ rằng mình sẽ vỡ mất. Cố lên, chúng ta nhất định sẽ vượt qua. Ủa, bóng bay, trên bóng bay có tấm ảnh kìa. Mẹ ơi, quả bóng ở trên cây kia có gì kìa? Là tấm ảnh của một cô bé. Nửa năm sau. Thưa ông, xin được hỏi trong suốt một thời gian dài cậu bé đã đến đây để mua bóng bay. Xin hỏi ông có biết mục đích cậu ấy mua nhiều bóng bay đến thế không ạ? À? Phải mất một thời gian sau tôi mới biết được lý do cậu ấy mua nhiều bóng bay đến như thế. Là người sau cùng đã tặng cậu bé rất nhiều bóng bay. Ông nghĩ sao khi có người cho rằng dùng bóng bay để tìm được người thân là một việc bất khả thi ạ? À? Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Con người ta có rất nhiều cách để thực hiện mong muốn của mình. Và cậu bé đã làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình để tìm lại em gái. Những quả bóng bay đã chứng minh rằng chúng rất có tác dụng. Chúng đã giúp cho rất nhiều người biết câu chuyện của cậu bé. Và thực tế như chúng ta đã biết, cậu bé đã tìm được lại em gái của mình nhờ vào những chiếc bóng bay đó. Riêng tôi, giá như tôi biết mục đích của cậu bé ngay từ đầu, chắc tôi đã giúp được cậu bé nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị,
câu chuyện cổ tích về cậu bé và những trái bóng bay có lẽ sẽ còn được nhắc đến mãi về sau. Quả thật, những trái bóng bay kỳ diệu đã giúp cậu bé tìm thấy người em gái thất lạc đã bao lâu nay. Xin chúc mừng cậu bé, cầu mong anh em sẽ được hạnh phúc mãi bên nhau. Hiện nay, hai anh em đã được một gia đình nhận nuôi và đang sống rất vui vẻ. Ngày cậu bé tìm thấy em của mình, hai anh em đã vô cùng mừng rỡ ôm lấy nhau trong niềm xúc động của biết bao người. Có thể nói, đây là phút giây vô cùng thiêng liêng, giây phút nhắc nhở mỗi chúng ta rằng tình thân ruột thịt, tình yêu giữa người với người luôn đáng trân trọng biết nhường nào. Câu chuyện bóng bay đã có một kết thúc rất đẹp thưa quý vị. Khoảng trời của chuột. Ôi trời mắt tôi đau quá, xót quá. Này anh cứu, anh bị sao thế? Mắt anh có vấn đề gì hả? Việc gì đến người, đừng giả vờ quan tâm đến ta nữa. Kìa, hình như anh đang bị thương. Anh cởi trói cho tôi giúp anh băng bó. Tôi là bác sĩ đấy. Nghĩ ta dễ lừa vậy sao? Cởi trói cho ngươi, để ngươi trốn thoát chứ gì. Anh giỏi giang thế, đời nào tôi thoát được. Nhưng là lương y, tôi không thể nhìn người khác bị thương mà không cứu. Ngươi nói có thật không hả? Anh không tin thì cứ khóa trái cửa lại, trói chân tôi đi. Ừ, được rồi. Đừng có bày trò tinh quái nha chuột. Cảm ơn anh. Ai? Cố gắng chịu xót một chút mới nhanh lành được. Xong rồi. Cái tên chuột này cũng tử tế ra phết. Cứ tưởng chắc giờ này cả nhà đang lo lắng cho mình lắm đây. Thật ra làm cú đêm chẳng có gì vui cả. Nhưng cả cái đừng này ghét ta. Hừ, tại sao ta kiếm ăn nuôi sống bản thân lại bị ghét chứ? Ta có làm gì xấu nào? Bắt mấy tên chuột đáng ghét, nó đỡ phá mùa màng mà cũng bị cho là ác. Các người xa lánh ta, thử hỏi ta làm bạn với ai được? Ta cũng cô đơn lắm. Sao mình có thể làm vậy với người đang ở thế cùng cực thế này? Anh đừng buồn nữa, chỉ là mọi người chưa hiểu anh thôi. Anh nói xem, đêm tối thì có gì vui mà anh say mê thế? Sự yên ắng tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của con mồi, những cuộc săn bắt cây cấn, tuyệt. Còn vầng trăng sáng vằng vặc và những ngôi sao nhỏ nhấp nháy thì sao? Mùi hương cỏ sữa, bản hòa ca của đêm. Ta chẳng bao giờ để ý đến mấy thứ phù phiếm đó. Tiếc thật đó, ngoài kia còn bao nhiêu điều đẹp đẽ vậy mà anh chẳng thấy. Xem ra anh mắc tâm bệnh, còn nặng hơn vết thương của đôi mắt đó. Đừng có nói chuyện như chuyên gia tâm lý thế, ngủ đi. Còn anh sẽ thức trắng ư? Tất nhiên, ta là thợ săn bóng đêm mà. Vậy đi cùng tôi. Lên thẳng nào, cứ bay đi, tôi sẽ chỉ đường cho anh. Tuyệt vời. Đúng là lần đầu được bay đêm hả? Wow, thức thế. Bỏ lá ra đi anh cứu. Mưa đầu hè, nước ngọt lắm đó. Cũng ngon đấy. Hoa này vừa thơm, lại là thuốc bổ mắt đấy. Một bước nữa, một bước nữa. Được rồi, đang ở đâu thấy chuột? Ta-da! Trời ạ! Này chuột, ngươi đưa ta đến đâu thế này? Rồi định bỏ trốn để ta lại ở giữa chốn xa lạ này phải không? Vẫn là rừng của ta thôi mà. Nhưng là ở một khoảng trời anh chưa bao giờ để ý tới. Đã một tháng trôi qua rồi, nhanh thật. Thoải mái quá. Chúc mừng anh đã khỏi bệnh. Cảm ơn cậu. Hỏi thật nha, cậu làm bạn với tôi không sợ bị mọi người xa lánh hả? Là anh không chịu hòa vào thế giới của mọi người và cũng chẳng có ai bước vào thế giới của mình thôi. Tôi chỉ giúp anh mở lòng hơn, đó là việc nên làm mà. Thế giới của tôi nhạt nhẽo lắm phải không? Thực ra thế giới chỉ có một thôi. Mỗi người một góc nhìn khác biệt, nên có người hạnh phúc, có người không. Hãy nhớ lời tôi nói nhé. Không ai đến với mình thì hãy chủ động đến với mọi người. Tôi đi đây, bảo trọng nhé. Hẹn gặp lại. Không nghe thấy tiếng tên chuột kia, cởi cũng thấy thiêu thiếu. Cái gì thế nhỉ?
giữ gìn sức khỏe nhé. Cuộc đời ngắn lắm, hãy tận hưởng đi. Cái tên chuột này thật là... À cha, sớm mai thật tuyệt, sảng khoái quá. Chuột nói đúng, nếu không xoay chuyển được thế giới, hãy thay đổi thế giới trong tâm hồn mình để hạnh phúc hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.